Phải dìu vậy đó hả? Vâng, phải có người dìu mới đi được. Người dìu mới đi được thầy. Rồi. Nhõng nhẽo lắm. Có ai nhõng nhẽo? Dạ. Dạ rồi. Rồi được rồi. Tê luôn. Tê luôn. Bị không đi được vậy là bao lâu rồi? Dạ, 3 tháng rồi. 3 tháng này hả? Từ ngày té tới giờ. À, từ té giờ té rồi, té tới cái gì? Té cầu thang. À, té trượt cầu thang hả? Dạ, không có trượt, mà đứng sao trong tay đẹp lắm rồi. Thấy dễ thương lắm. Ui, đẹp tuyệt vời. Rồi, tức là mới bị 3 tháng nay gì? Yeah. Rồi sau đó đi điều trị ở đâu? Đi ECMO, rồi qua Thái Bình Dương, chuyển Minh Lâm, rồi DNA, tùm lum mà không chỗ nào làm được hết, rồi phải tới PCC. Không chỗ nào làm được, rồi còn thầy bóng nguyệt, rồi tùm lum nữa mà. Đủ tiền hết. Dạ, cứ bề hết rồi. Rồi bây giờ cái khó chịu nhất là gì? Dạ, có chuyện nhất là bây giờ nó đau cái chỗ này, nó đau cái mông này, cái nó kéo lên cái lưng. Rồi. Cái lưng nó xuống hai chân, cái hai bên này. Nó kéo rồi đó. Dạ, nó kéo hai bên đây. Rồi, em nào lại dịnh cho đi thử một chồng, thử coi được là sao? Có con cái gì đi theo? Dạ, có, nó ngồi ngoài. Rồi, thôi được rồi, dạ. Cái này dịnh đi dùm đó. Đi tới kia đó, rồi. Chạy. Không chạy được. Yeah. Chạy, chạy chứ không được mà đi, nó nghe nó thốn cái đâu. Dạ, thốn rồi. À, thốn đó rồi, đi cứ đi tới đi. Từng bước, từng bước thầm. Cố lên cô, chạy lại cô. Có con dẫn cô kiếm đâu, con vừa mai dẫn chạy. Dạ, không nổi. Đừng xuống dạy. Còn viên mà con không chạy. Chạy được ạ. Hồi sáng giờ có chùm đá chưa? Dạ, có rồi, chùm nhiều lắm thầy. Thôi, vòng lại chùm lên được rồi. Lấy cho thầy, em làm cho thầy cái ba chiếc bằng này. Và đấy nghe cái đi tới đây con không biết gì mình tiếp Nguyễn Đình Cận và ba chữ tân hai tiếp thầy chưa đây. Rồi, được rồi. Rồi đó, rồi. Em qua đây đi, em làm cái tay. Đứng dậy. Đứng lên. Cố gắng đứng dậy. Làm đi kia. Còng cả cái lưng luôn. Làm xong rồi đi thẳng lưng.
xuống, im ấy, hít thở nhẹ nhàng. Mẹ đưa cái đầu. Đừng có gọn. Không thể nằm ở được, ngờ được nè. Để luôn. Đủ tay hết. Mà nghe ngon đi. Ôi da!
hết rồi. Hết vô. Hết vô. Không có từ từ. Đang tới lưng luôn ra. Dạ đâu lận. Nó đi chứ. Nó phải giật cho mày. Hớp vô nó đỡ đau, hớp vô. Rồi chứ làm nghề gì? Rồi chứ làm nghề gì? Tập trung nghe tôi hỏi nè, cái nghề gì? Chưa, mới một vài trời cho ba nghiêng nước thưởng bằng ly thương nó đau quá rồi nhiều nữa rồi uống đi té cái đi, té cái đi, lớn tuổi rồi té cái đi. Bây giờ tung mày, rồi bà có kể. Bây giờ nó tung nó bắt lên như vậy nè. Tiếng hét của bà ấy chứng tỏ là cái hình lực còn dữ lắm. Nó hét lên. Vậy còn mạnh mẽ. Một cái nữa thôi. Thằng hàng tay tới nhiều cái chút đó bà. Một cái đó thôi. Một cái là một cái. Rồi bây giờ á là hồi nãy giờ á là mọi người thấy rồi ha, cái điều quan trọng vẫn là phải nhịn ăn, hút không khí trường đã cho tôi thật là tích cực ha. Còn bây giờ á là bà sẽ cho bà mình nãy giờ đi qua lại ngồi nói chuyện cũng bớt đau rồi, bây giờ bắt đầu đi nhanh được rồi đó. Rồi. Đi nữa, đi thiệt nhanh rồi. Thank you.
Trời ơi. Còn cứng cái này chút nữa thầy. Còn cứng chưa? Còn cứng ở đâu? Còn cứng này. Cứng đó kệ nó. Hết đau rồi, tới đây chung chứ tôi làm gì hết cứng cứng nữa. Cứng nó lì lúc nào nó cũng cứng bên 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 phải bên nào cứng bên nào rồi được rồi rồi quay mê ra mặt kia bắt đầu đứng dậy đi được rồi hết tiếng rồi. Là tự mình dạy được không? Khoái rồi. khoái. Vì đã rồi, vậy sẵn khoái rồi. Cái quan trọng là cái lưng nó không còn đau nữa. Không còn đau nữa là đỡ lắm. Bây giờ là đỡ lắm rồi. Giờ đi mạnh lên đi, giờ bà mạnh rồi. Đừng có ngán vậy nữa. Rồi nhớ lên. Một, hai. Vậy. Nói với bà cũng sang buồn lên. Còn cứng kệ đó. Đi. Đừng ngại vậy. Cười tươi lên con. Rồi. Mạnh lên. Đó, đang mạnh lên đó. Giờ nằm lên cái nữa. Biết. Rồi. Nằm xuống đi. Cô này đi. Dừng cái chân phải trước. Dừng chân phải trước, đúng rồi. Cô đi cái này chắc tay sau lưng dữ lắm chứ bây giờ. Rồi. Bà chủ đất. Ok, rồi. Được rồi hết. Đứng dậy được rồi. Bây giờ mọi người thấy xây tở nhẹ nhàng hơn ha. Tự dậy được rồi. Mà với cái hồi nãy giờ cái bấm đau á, giờ nó im rồi. Giờ nó không có còn dư tở nữa là khó chứ, không có khó gì nữa. Bây giờ cái cuối cùng nữa là giờ đi cho thiệt nhanh đi. Nếu chạy được thì chạy. Không ai ép và là không được chạy. Rồi. Rồi. Đó, nhanh lên hả? Rồi. Cười đi, cười xinh. Rồi. 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 Quay. 1, 2, 3, 4. Rồi, thôi, cho nhà bóng đây. Rồi. Nó... Rồi. Không đau. Rồi. Hết đau rồi. Rồi hết đau rồi. Bây giờ kiếm chỗ ngồi đi chứ. Bỏ đói cơ thể, tiếp nối công khí. Rồi, tả đi. Rồi, tự điều chỉnh. Rồi, xong chưa? Rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.